Bản Nà Sự, xã Trà Nơ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có 139 gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Bản nông thôn mới Nà Sự đẹp như phim, có nhiều nét văn hóa đặc sắc thu hút du khách tham quan trải nghiệm. Từ quốc lộ 4H nhìn sang, bản Nà Sự đẹp đến mê người. Với địa thế sơn thủy hữu tình, tựa lưng vào núi, quay mặt ra sông, đã đem đến cho Nà Sự vẻ đẹp mà không ở đâu có được. Bản Nà Sự nằm ép mình bên dòng suối uốn lượn quanh như vòng tay người mẹ nâng đỡ che chở cho người con. Tại điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự, du khách sẽ được khám phá trải nghiệm thực tế sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con dân tộc Thái, trực tiếp tham gia chế biến món ăn, tham quan cảnh đẹp chung quanh bản, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thưởng thức ẩm thực địa phương, nghỉ ngơi tại các gia đình trong bản. Việc xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng tại bản Nà Sự sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế xã hội của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý thú, hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá Apa Chải dài 280 km tại huyện Mường Nhé. Khi mà em đến bản Nà Sự em thấy rất là thay đổi rất là nhiều. Mình trong khoảng 2 tuần em đến thì thực sự là rất là đẹp ạ. Và cái phong cảnh tình ở đây nó có sự chuyển biến rất là đẹp. Em thấy là cái phong cảnh ở đây thì là có sự thay đổi rất là nhiều. Thì em thấy những cái đường điện từ trên đường xuống dưới bản rất là sáng, rất là đẹp. Và cái những cái cọng nước này đổi mới. À, thì em thấy là người dân ở đây thì các chú các cô thì rất là nhiệt tình đón khách. Cái cộng đồng là sự có tuyệt vời đấy, bởi vì chúng ta muốn phát triển du lịch cộng đồng thì cái đưa cộng đồng vào là vấn đề quan trọng nhất. Cái thứ hai là cảnh quan khuôn viên từ bên trên nhìn xuống cái bản làng này rất đẹp luôn đấy, và giá trị văn hóa của bản làng của bảo tồn đấy, chính những cái cũng như là điểm đó, thế mạnh đó đã giúp cho là sự cũng như là có được cái hành trình quê khởi điểm đấy, cũng như là hoàn thiện cái bản làng cách nhanh nhất đấy. Và trong những ngày hòa ở bản thì có thể thấy cũng như là cái sức mạnh tập thể rõ rệt đấy, và chỉ trong 6 ngày từ khuôn viên cảnh quan bờ rào đấy, giá trị văn hóa được bảo tồn đấy, rồi những phục dựng những cái cọn nước đấy, dọc tuyến suối đấy, tạo những không gian riêng để có thể phát triển du lịch, thì chính những cái đấy cũng như là cái như mà bà con Nà Sự đã làm rất tốt rồi và nhiều cộng đồng khác không làm được. Và chính cái câu chuyện đưa cộng đồng và sự quan tâm của lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã cũng như là có nhà sự sát cánh kề vai trong hành trình triển khai, nó đã giúp cho công nhân Nà Sự thật sự là có bước đầu tiên rất là có thể được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.